đưa xuống. Cái gì vậy? Cái hành. Cái hành. Cái lại đi kho lạc ăn ngon lắm á. Cái này cái hành. Đúng không? Thấy không? Rồi cái đó nó nhảy kìa. Cái này cực kỳ ngon luôn á. Đừng có hả. Nãy giờ thả ba con vậy rồi đó. Sao? Thấy không? Vậy? Được dính nè, cái này ngon lắm. Mốt mới mới về, mới về. Anh Tư nói rồi Giang. Đó. Mất ỉa canh nước lớn à, ỉa ngon không thôi hết à. Hả? Em đem theo cái bô rồi. Dạ, luôn với Hận á. Sao? Nó đem theo cái bô rồi. Tầm khoảng 70 cây. Hả? Nè. Cá bự thấy nóng lạnh không? Sao? Cá này trời ơi. Thôi thôi à, thôi à. Nấu lẩu ăn là nhất nách. Mới câu à. Nãy giờ nước cạn, mới nước lớn à. Nè coi là đập nè. Ôi, quá tài người luôn. Sứa. Sứa là con sứa nè. Nói chừng. Ê, con sứa này ngộ vậy? Ôi, đụng nó ngứa nè. Giống như con gùi vậy hả? Ôi, quá trời sứa luôn, cái con mà. Sứa nó không hả? Đập nào? Đập tước nữa chứ chính ông Vinh quê vô. Ông Vinh nguyên câu mười cái hãng lên đó luôn. Quá giật lạ hả? Đó đem gì nó cáo được. Ôi, người ta đi lượm ốc quá chừng. Mình giờ mình không có đi đâu, ăn lượm ốc ở khi đây không mình lượm được một tiếng đâu. Không có bịch sao đựng. Đây có ốc không? Đó, ốc không đó. Ô, này có ốc mùi hồn hả? Ừ, mùi hồn. Bịch đâu đựng gì? Bịch nè. Bà bắt ốc. Rồi đi vớ nè, bà túi đi. Nhi. Oh. Con này con gì đây? Ê, bắt được con gì nè, con chim chép gì nè. Con đó đây kêu bận trời ơi á. Con trời ơi hả? Ừ. À, ngon lắm, nó béo lắm. Đây, con trời ơi. Đây, con ốc diệt. Ở đi sâu, sao quá ha. Thôi bỏ mà, mình đi đâu có xa về, tới đây à. Mày đi rút cái quay luôn á. Giờ có môn rồi ra ngoài đó đó, đổ ra lấy cái bao á. Được. Chứ anh Hương bao bị chửi. Dí cũng chết. Ôi, chín lỗi kìa. Ừ, đẹp chú bộ. Có thấy đâu? Chín đâu chín? Bỏ ốc vô đi. Ờ, dí quá hả? Ghê vậy? Có tay không? Có tay vậy? Có tay vậy? Ờ, kia người ta bắt nhiều lắm chín. Ôi. Ôi con này con gì vậy? Sứa hả? Ôi nhìn ghê. Hay không? Đây à? Đúng rồi. Đi xe lên đi con. Đây phải không? Hay dữ ta, chỉ luôn, biết luôn. Đây không? Đây cô ba không? Đây chỉ cô ba bắt. Đây. Chỉ cô ba đi bắt đi con.
Ôi chà bá luôn. Ôi chà bá lửa luôn. Chết đã sống vậy? Sống. Sống. Hên dữ ta. Hên không? Hên. Ốc mỡ rồi. Con con hả? Ừ, thì một lần bò với con nè. Rồi, đây đây đây. Ốc mỡ nè, cà bá luôn. Bự lắm á. Ôi bự ghê hồn. Hồi nãy mấy trong này không ai bắt cái thế mình bắt, giờ người ta đi vô người ta làm bắt không? Đây nè. Đây con ốc nè. Ốc mỡ. Lỗ vậy đây ta. Chích cặp thịt thôi chứ. Hồi ốc mỡ bự ghê Nhung. Ý chạy. Ôi nó chạy quá chừng luôn nè. Nó đùng lắm. Quá chừng luôn chính. Ừ. Chừng. Hả? Đừng có làm đụng đỏ ấy, nước nó có cái lỗ á. Nhảy vô lỗ nè. Cái lỗ này là lỗ hả? Ừ. Ồ. Đỏ lỗ hả? Ờ, nhóc quá. Thôi hèn chi người ta gần luôn. Nhảy vô lỗ
Này rất là nhiều ốc mượn hồn luôn á. Nhung, con sứa này, con gì này Nhung? Ôi, nó có cái hang á Nhung. Cái hang. Cái con hồi nãy á. Ở cái lỗ chí nhị nó cũng có một con xà bá nè. Nó lỗ chút xíu nữa ta hở thôi à. Đây, chạy hả mày? Yêu nghiệt. Ừ. Ừ. Không phải nhiêu. Đây lỗ đây có không? Có nè, ơi có lỗ là có chứ. Có cuộc. Đây bên đây có mặt phải dương xoay. Ồ. Ôi sao nó chết hết trơn rồi. Ôi quá là xài luôn. Bây giờ nó chín không? Không. Không à, thấy cái màu giống chín quá ha. Hả? Ôi. Hiện tại đây là 12 giờ tua. Với vườn xài. Quá trời xài luôn. Lá nó không xanh bằng ở trên em ha. Nó hơi bị vàng vàng. Có ăn không? Có. Đây là sạc các quà lọc nha các bạn. Ồ. Đây các quà lọc này. Ôi. Dạ gọi luôn. Đó, sạc. Có. Đây là có người vô tại vườn của người ta mình hái nè. Ôi, có mận. Đây, mận. Mận miền biển. Có tiền lẻ không? Có 30 ngàn không? Có. Không gửi cũng được. Cái gì vậy? Tả tiền thôi. Thôi, nó nhẹ nó búng kìa. Còn sống mà. Ơi, tôm. Này nhiều nè, này nhiều. Ôi, con này con gì đây? Ôi, cá nóc. Đây là con cá nóc. Trời, nó phình ra. Nó không phình ra. Chỉ ra phình ra. Nó chết ngắt rồi. Ồ, tẹp. Đây là con cá đóng. Gỗ đỏ nhỏ hả? Ôi, quá trời tên. Con nhỏ thôi. Ở đây có con cua nè. Con bự hả? Đây con cua đây nè. À. Đây đây con cua. Chắc nó cũng bậm tấc luôn. Ờ con cua gạch. Ê nó chạy nó chạy. Cua này cua cái á. Cua cái này. Nó nếu như nó cắn đau là nó có gạch, còn cắn không đau là không có gạch, thử biết rồi. Ôi, em không dám thử. Cái nấu nè. Nhỏ quá hả đi. Trời. Cho con tép cua cua. Cô cá ngát nè. Lấy con nào hả? Ơi con tôm. Con tôm. Con tôm, con tôm, con tôm. Ôi con tôm này mới ngon nè, tôm này mắc tiền nè. Tôm này tôm gì đây? Tôm sú. Chị con này con tôm gì vậy chị? Tôm sú. Tôm này mắc nè. Tôm chà bá luôn. Tôm này chắc có 100 mấy, 200 á. Cỡ này là 100 mấy, 200 á chị. Không biết 100 mấy gì hết vậy? Cái nào? Tôm sú á.
Con này con gì đây? Cá bóng đen. Bóng đêm, bóng đen. Dí, ghẹo con này chơi gì? Không, ghẹo hỏi mùi chảo luôn. Không á. À, có cá bóng tông nữa nè. Nó chết rồi. Nè. Nhưng mà dí ghẹo là nó không có lên, chết. Ủa, cá bóng tông ở nước mặn ta. Nè. Chết, nó không có lên, con này không có lên. Nhóc luôn. Nè, cá bóng tông phải không? Ủa, sao cá bóng tông ở nước mặn? Cá bóng tông á, tới mùa tôi tỉnh gì lắm. Đi kiếm một cái con tép sống sống rồi câu cá nữa nè. Giờ câu hả? Là miếng tôm đất á, tôm đất. Này là con gì vậy chị Linh? Con cá luôn á. Con cá. Biết con cá rồi mà con cá gì? Con cá biển. Đi con cá biển hả? Chắc cá, vậy quá. Nó kêu bằng cá mồi. Cá mồi. Hay đâu biển thì cá biển. Cua cái mà nó không có gạch gì trơn á. Như anh thả đi thả lại hoài luôn có không? Thả hai cua luôn hả? Xong đây nè, chút luộc á. Nó không có gạch hả? Nó không có gạch là nó bụng tóc là nó không có gì để ăn. Ê con sứa gì vậy? Ừ, con sứa này là con sứa. Ngứa không? Này con đụng nó rồi biết nó ngứa không nữa. Tới lúc mà ở ngoài biển nghe cái mùa sứa này. Chị tép này ở đây là nhiêu ký hả chị? Này hả? Bữa chị bán này như ta 80. 80 rồi hả? Còn nhỏ thì là 50. Thôi chị đừng bán, chị bán em luôn đi. Ừ, mới bán cho tụi em đi. Khỏi đi mất công à. Con này tỉnh mua mắt. Người lựa tôm nhỏ ngày sáng đi xuống dưới. Trời, cỡ về đã tinh tỉnh là không phải lựa nuôi á nha, là 100 phải 100 mà 101 đó. Cỡ như là 80. Nuôi á nha. Mà tôm thiên nhiên như vậy là trời. Thiên nhiên là bố Nhung mua như 18.000 tầm gam phải không? À đúng rồi. Trời ơi mà nó nhỏ nhỏ vậy nè, nhỏ nhỏ cái gì tới xuống không à chứ không được như vậy đâu. 108 á. Cỡ gì? Em hỏi xong rồi em đi luôn á. Cỡ gì là 50. Không dám nói gì luôn á. Nó mắc. Lựa tôm này sáng xuống dưới. Mà ăn chung với bánh tráng nhiều. Mình khỏi mua thịt heo, mình ăn tôm với ăn nhiêu thôi. Sáng chạy vô chợ mua đồ nữa. Với bà Liễu là thôi. Có con gì, có con gì lạ lạ. Thôi giờ này đừng có trông mong gì bả đi. Ủa con này con gì, con sứa hả? Sứa. Trời. Bả đâu có mua gì, giờ bà Liễu là thôi. Giờ bả xuống mình. Bả đi xuống đây là mừng rồi. Cái đây con cá lạ đây. Cá nâu. Cái này là con cá nâu hả? Cá này dữ ngon lắm nè. Nó chích đau lắm không? Ơi nó chích đau. Sao một hồi lựa mình lựa được hai tôm à. Cái con tôm này là bự nhất nè. Chà bá luôn. Mời xin con đó. Giờ cho hai đứa nhỏ. Giờ là mình phải chạy xuyên biển nha các bạn. Giờ chạy hướng dưới luôn. Đứng tại chỗ dính rồi. Đúng cát. Đi xuống biển luôn các bạn. Gác vỏ thôi nè. Ổn rồi các bạn ha, ổn rồi. Giờ các bạn thấy không, nước đầy nhưng mà mình vẫn đi luôn. Mình sẽ trải nghiệm cho các bạn những điều khó khăn nhất khi ở dưới biển. Chắc là chạy được. Kéo chạy mày kéo không vậy không? Qua đường biển là được. Đi biển này đi, không có tắt đâu. Trời. Rồi quấn vô cái cam rồi. Cái đường nãy là qua rồi. Đẩy quá cơ hay luôn rồi.
đẩy vô thôi. Đẩy. Bây giờ khỏi tắt máy đi mình ấy cần nó ra. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đẩy cái giò em thẳng đi mà. Tắt máy cho lại nổi. Xe anh Thương chạy qua được mà, xe này cũng quay chang vậy mà. Thương chạy qua có gì đâu. Ôi, nhức lớn. Dream.